thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Thêm ưu đãi, VinFast VF6 gia tăng thế mạnh trong phân khúc giá 700 triệu. Chi phí lăn bánh và sử dụng cũng như sự khác biệt tới từ sức mạnh, trang bị, tiện nghi là lý do VinFast VF6 tạo ra được thế mạnh so với các đối thủ trong phân khúc B SUV. Chi phí tối ưu, ưu đãi đã lợi càng thêm lợi. Với giá bán từ 675 triệu đồng, VinFast VF6 là mẫu xe hướng đến khách hàng mua xe lần đầu hoặc chuyển lên từ các dòng xe gầm thấp phổ thông. So với các đối thủ cùng phân khúc, mức giá niêm yết của VF6 cạnh tranh và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nếu xét về chi phí lăn bánh thực tế, VF6 tiết kiệm hơn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, trong khi chủ xe xăng phải trả thêm khoảng 80 triệu đồng lệ phí trước bạ. Để xe lăn bánh, thì người mua VF6 được hưởng khoản lệ phí trước bạ 0% dành cho xe điện. Chính sách ưu đãi lớn của VinFast dành cho chủ xe VF6. Hiện tại, chi phí lăn bánh của VF6 còn thấp hơn đáng kể nhờ chính sách ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ vừa được VinFast công bố, áp dụng từ 20 tháng 8 tới hết ngày 30 tháng 11. Chính sách này đồng nghĩa khách mua xe sẽ được ưu đãi tới 6% giá bán xe. Mua xe đã không mất lệ phí trước bạ, bây giờ còn được tăng thêm tới hơn 50 triệu đồng. Quá lãi, anh Trần Bích Hạnh tại Hà Nội vừa đặt cọc mẫu VF6 Plus nói. Ngoài ra, chủ xe như anh đặt xe thời điểm này còn được hưởng thêm 10 triệu đồng vào thẻ VinClub, thẻ khách hàng thân thiết của tập đoàn VinGroup để chi tiêu trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ chiếm ưu thế về chi phí sở hữu, VF6 còn giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí sử dụng hàng ngày. Theo nhiều chủ xe VF6, chi phí sạc điện thực tế của xe điện chỉ bằng một phần nhỏ so với xe xăng cùng phân khúc. Với chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, chủ xe VF6 còn được miễn phí tại các trạm sạc thuộc hệ thống VGreen đến ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ngoài ra, chủ xe cũng được miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng, ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái VinGroup 2 năm từ 1 tháng 7 2024. VF6 có chi phí sử dụng tiết kiệm bậc nhất phân khúc. Khác biệt ở thiết kế và trang bị. Ngoài chi phí dễ tiếp cận, điểm ăn khách ở VF6 là sự cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, được tạo hình sau hàng nghìn giờ làm việc của các kỹ sư Torino Design. VinFast VF6 sở hữu thiết kế uyển chuyển, mang xu hướng hiện đại, kiểu thiết kế mái dốc về sau ở cột C làm nổi bật vẻ thời trang mạnh mẽ của mẫu B SUV. Dải đèn pha LED trở nên sắc sảo hơn khi đi cùng dải định vị hình đôi cánh. Bên trong VF6 tuân theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, chú trọng công thái học cho toàn bộ cabin. Các chi tiết rườm rà như cần số cơ đã được loại bỏ, thay vào đó cần số điện tử dạng nút bấm thời thượng, táp lô phẳng và hướng về phía trước nhằm gia tăng độ rộng của không gian khoang lái. Về trang bị, VF6 là một trong những mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị hệ thống treo sau đa điểm. VinFast muốn mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ, vừa linh hoạt, vừa êm ái khi di chuyển ở nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Một trong những lý do tôi chọn VinFast VF6 là treo sau của xe cao cấp hơn các mẫu khác. Anh Thanh Tùng tại Hà Nội cho biết, cảm giác đi qua ổ gà, gờ giảm tốc hoặc chạy nhanh đều cảm thấy dễ chịu, chắc chắn, vị khách nói thêm. Trải nghiệm lái phấn khích, an toàn tin cậy. Với những khách hàng ưa thích cảm giác lái, VF6 là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc. Công suất 201 mã lực, mô men xoắn 310 Nm. Những con số trên bản VF6 Plus vượt trội so với nhiều đối thủ đồng hạng chạy xăng trên thị trường. Khoang cabin nâng tầng trải nghiệm lái của VF6. Gia tốc của xe quá tốt, nhồi ga là lên, vượt xe rất sướng. Anh Viết Hải tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi chạy thử VF6 tại một đại lý VinFast ở quận Gò Vấp hồi đầu tháng 7. Từng lái thử nhiều dòng xe xăng cùng phân khúc như Mitsubishi X-Force, Toyota Yaris Cross. Để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, anh bày tỏ ấn tượng đặc biệt với VF6 khi mẫu xe lanh lẹ và tăng tốc tốt, đạt mô men xoắn gần như tức thì là chìa khóa để VF6 có được gia tốc ấn tượng. Đây là một trong những yếu tố giúp việc lái xe trở nên thú vị và an toàn hơn trong nhiều trường hợp. Nói về hệ thống an toàn, hệ thống ADAS của xe gồm nhiều công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo va chạm trước sau, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, camera 360 độ, chưa kể những tính năng thuộc gói dịch vụ thông minh VF Connect như điều hướng, dẫn đường, trợ lý ảo, cập nhật phần mềm miễn phí và liên tục. Với những lợi thế về chi phí vận hành và một sản phẩm chất lượng từ thiết kế đến trang bị, VinFast VF6 được đánh giá là sở hữu các thế mạnh ấn tượng trong phân khúc SUV cỡ B. Mẫu xe này cũng đang góp phần thay đổi thói quen mua sắm ô tô của người dân và khẳng định thêm những giá trị tiên phong mà VinFast đang theo đuổi. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.